Trending video. Bá Dương giả dấp mang lên. Bá Dương chơi. Bảy dạng. Nhanh lên đi. Lên. À ha. Lại là anh. Ngủ phiền. Anh nữa hả? Lần nào cũng thắng vậy chứ. Tâm trạng không vui liền tìm chúng ta chơi bài. Nhưng mà mỗi lần không vui nấy lại may mắn hơn. Quậy anh. Chị muốn đưa tôi đi gặp ai mà bí mật gì hả? Gặp người có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng chú. Tôi không muốn gặp bác sĩ tâm lý, đừng có lãng phí thời gian mà. Không phải là bác sĩ tâm lý, là nhân viên cũ của chú, Tiểu Hải. À, Tiểu Hải, lâu rồi không gặp. À, ông chủ. Gọi cậu ấy tới đây làm gì vậy? Để cậu ấy tự nói với anh đi. Thực ra năm đó chuyện là... Bà sao vậy? Ba à, ông nội. Có chuyện gì vậy? Ba sao nội? Thức ăn ở đây có vấn đề rồi. Ba à. Ông nội. Ba à. Ba tỉnh lại đi ba. Ba tỉnh lại đi ba. Vậy là nước cốt dừa do cậu đổi sao? Hả? Tôi xin lỗi ông chủ, là tôi đã hại ông, hại cả Hương Chí Tôn. Chỉ một câu xin lỗi là xong à? Lão tiên sinh mất rồi, nên chuyện lần này không liên quan tới tôi, đúng không? Trong chuyện này hắn mới là thủ phạm thực sự. Nếu không phải tôi đi tìm người nghe ngóng, tên khốn kiếp này còn định trốn tránh trách nhiệm cả đời đó. Mất một mạng người rồi cậu biết không? Tôi chỉ định làm cho khách hàng bị tiêu chảy thôi, không ngờ lại xảy ra tới án mạng mà. Tôi cũng nghĩ tới tự thú, nhưng mà tôi sợ. Trong nhà tôi còn có mẹ già với vợ, con cũng còn nhỏ. Nè, chỉ mình cậu là có vợ, chỉ mình cậu là có con à? Ông chủ à, xin lỗi ông, tất cả đều là lỗi của tôi. Ông đánh chết tôi đi. Cũng bởi vì cậu mà tôi đã mất tất cả rồi. Cậu đi cho tôi. Đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Đi. Cứ vậy mà tha cho hắn à? Không thả thì sao? Đánh hắn có lợi gì? Đánh hắn lão tiên sinh sống lại sao? Cũng bởi vì chuyện này làm khổ chú 20 năm. Quả thực 20 năm bởi vì hắn tôi đã mất đi tất cả rồi. Bây giờ quay đầu làm lại vẫn còn kịp đó. Xin lỗi chị, giờ tôi muốn chị ở một mình thôi, thật xin lỗi. Bác Phát. Tại sao lại phải tốn nhiều tiền như vậy? Chỉ để kêu Tiểu Hải diễn một vở kịch. So với tài hoa của một người đầu bếp, nhiều đó tiền thì tính là gì chứ? Cứ nghĩ làm vậy cũng như là công đức đi. Chính là ở hiền gặp lành. Chị nói rất đúng. Chỉ cần Châu Bắc Phát có thể vượt qua trở ngại tâm lý của mình, đừng nói Bá Dương giải giáp, ngay cả Hữu Phiến Bào cũng có thể mong đợi được. Chị quả thực là nhìn xa trông rộng, liên tiêu đái đã. Cao Minh. Lâm Triều Vĩ. Mời ký nhận. Cảm ơn. Nhiều lo như vậy cũng phải có được một lo đúng chứ phải không? Hoàng sa sắc chiến xuyên kim giáp, bất phá lâu lang chung bất hoàng. Lão tứ, mặc áo giáp sắc của chú vào, nhất định có thể đánh bại tất cả. Để Bá Dương giải giáp xuất hiện một lần nữa. Sửa mua về rồi. Được. Chính là cái này.
Lão Tứ quả nhiên đạt được chân truyền của sư phụ. Chú ấy dùng cách này để làm sữa bay hơi, có thể khiến thức ăn hấp thụ toàn bộ, còn tăng hương vị. Anh xem, còn rất quay nữa. Châu Bắc Phát cuối cùng cũng về rồi. Cuối cùng bây giờ con cũng hiểu tại sao mà lại yêu ba con như vậy rồi. Không ngờ là mẹ vẫn còn cơ hội nhìn cảnh này. Nói gì vậy, sau này vẫn còn cơ hội. Bá Dương Dạ Giáp mang lên. Wow, món này chỉ thử được vài lần, quá khó có cơ hội lần sau. Chú Năm cuối cùng cũng không thẹn với sư phụ. Quả thực giống y như là mùi vị của năm xưa. Ngon thì có, con chưa bao giờ ăn qua món cua ngon như vậy. Ba, sao bà để con đợi lâu vậy chứ? Em bị làm sao vậy? Không thoải mái à? Em không sao cả. Có cần đi bệnh viện kiểm tra thử không? Anh bị sao vậy? Một từ thôi. Khoái. Con chết rồi luôn. Không sao thì tốt rồi. Hương vị của nó giống như trước đây. Ăn nhiều một chút nào. Mẹ vẫn luôn kể cho con nghe là sự quay phong của chú Năm rồi. Xem ra đều là sự thật. Không thì sao? Anh cho rằng ba em là hư danh thôi hả? Hôm nay mọi người đều được chứng kiến chú Năm dày gọi là danh bất hư truyền. Trước đây lúc con làm Bá Dương Giải Giáp, mọi người đều nói chỉ kém chút nữa. Hôm nay cuối cùng con cũng được ăn do chính chú Năm nấu. Quả thật còn kém rất xa. Mong Bá Dương Giải Giáp này cộng với sữa con mang tới mới thành công được vậy đó hả? Con cũng có công lao mà. Đúng đó thiếu gia, cảm ơn anh. Nào ăn nhiều một chút. Con đi chăm thêm trà. A Vĩ, chân con làm sao vậy? Bị trẹo rồi à? Chuyện nhỏ thôi mà. Sao vậy? Đem qua đây mẹ xem. Đâu mẹ xem? Không sao mà mẹ. Sao chân lại bị thương vậy hả? Anh không cẩn thận bị té thôi. Mấy cái này là anh mua hả? Con cũng chạy đi mua sữa hơi sao? Thương hiệu này trông giống với loại mà Nhật Phong đã mua hả? Dù sao cũng không giúp ích được gì hết đó. Cái gì mà không giúp ích được gì chứ? Vô sông lâu cần nhất sữa bay hơi mà. Anh lợi hại nhất. Wow, hương vị vô cùng quen thuộc mà. Ê, có còn lại chút nào cho tôi không? Sao mẹ tới đây vậy? Đừng nói là mẹ ở Độc Nhất Vô Nhị cũng ngửi thấy mùi mà tới nha. Không phải đâu, là chú gọi cụ tới đó. Nè nè nè, lấy cái ghế cho mẹ con ngồi đi. Để tôi giải thích rõ. Thật sự là phải cảm ơn Huệ Anh. Cổ gì muốn tôi tiếp tục nấu ăn, giúp tôi cởi bỏ nút thắt 20 năm trong lòng. Huệ Anh, cô thật lợi hại. Cô làm sao giúp chú ấy khắc phục chướng ngại vậy? Cởi chuông cần tới người buộc chuông. Tôi chỉ là giúp ảnh tìm ra người thắt chuông thôi. Chuyện năm đó, thành phần nấu ăn của tôi bị sai không phải do tôi sơ suất. Còn nhớ lúc đó có một người phụ bếp tên là Tiểu Hải không? Hắn đem đổi nước cốt dừa nên chính hắn là người gây ra ngộ độc thực phẩm đó. Là Tiểu Hải? Đúng vậy. Hóa ra là cậu ta hại chú. Báo cảnh sát đây là phạm tội đó. Thôi bỏ đi. Sao mà bỏ qua được chứ? Điều quan trọng là trong lòng ba con đã rõ rồi. Cảm ơn cô, Quệ Anh. Trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí. Cô đột nhiên tốt bụng như vậy, chắc là có điều kiện gì đúng không? Cô giúp tôi như vậy, điều kiện gì tôi cũng đồng ý hết, Quệ Anh ha. Tôi ở trong mắt mọi người, từ đầu tới cuối chỉ là kẻ tối mắt vì lợi. Thật ra mọi người đối tốt với tôi đều ghi nhớ trong lòng. Bác Phát, năm đó nếu không có chú ủng hộ tôi không thể hoàn thành xong việc học, cũng không có được như hôm nay. Lần này cứ xem như tôi trả lại chú ân tình. Đại sư huynh, tôi vẫn còn nhớ lúc đi học tôi vẫn luôn đi trễ, là anh vẫn luôn giúp đỡ tôi giữ chỗ. Cũng nhờ anh mà mỗi ngày tôi về đều có bữa cơm nóng, không bao giờ bị đói. Còn có người đã từng tặng cho tôi một thứ đồng xu may mắn, cầu chúc tôi thuận lợi đi phỏng vấn. Về sau, nhờ nhận được lời chúc đó, tôi có được công việc mơ ước. Những năm gần đây, cũng vì cuộc sống
Rất nhiều quyết định đều do hoàn cảnh bắt buộc. Sự bất lực trong đó cũng chỉ có bản thân tôi mới hiểu thôi. Tôi vẫn thường hay nghĩ, có lẽ chỉ có tình bạn thời niên thiếu mới là thuần khiết nhất, quý giá nhất. Hầu hết đều chịu thử thách bởi thời gian. Không sai. Vậy nên tiền tài như phấn thủ, nhân nghĩa trị thiên kim. Bạn bè không cần nhiều, cả một đời có thể có được vài người bạn tri kỷ là đủ rồi. Nào, chúng ta nâng ly vì tình bạn, nâng ly vì Bắc Phát. À, cạn ly. Dạ, cạn ly. Nào, cạn ly. Uống đi chị. Anh hai, uống đi chị. Cạn ly.